Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Quyển 45, Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Thứ 31 Bấy giờ, Đại Bồ Tát Tâm Vương ở trong chúng hội bảo các Bồ Tát rằng, Phật tử thế giới ta bà này, cõi của Đức Phật Thích Ca một kiếp, thì ở thế giới cực lạc, cõi của Đức Phật A-di-đà là một ngày một đêm. Thế giới cực lạc một kiếp, thì ở thế giới Ca Sa Tràng, cõi của Đức Phật Kim Cang Kiên là một ngày một đêm. Thế giới Ca Sa Tràng một kiếp thì ở thế giới bất thối chuyển Âm Thanh Luân, cõi của Đức Phật Thiện Thắng Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật là một ngày một đêm, thế giới bất thối chuyển âm thanh luân một kiếp thì ở thế giới ly cấu cõi của đức Phật pháp tràng là một ngày một đêm, thế giới ly cấu một kiếp thì ở thế giới thiện đăng cõi của đức Phật sư tử là một ngày một đêm, thế giới thiện đăng một kiếp thì ở thế giới Diệu Quang Minh, cõi của Đức Phật Quang Minh Tạng là một ngày một đêm, thế giới Diệu Quang Minh một kiếp thì ở thế giới Nan Siêu Quá, cõi của Đức Phật Pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu là một ngày một đêm. Thế giới nan siêu quá một kiếp thì ở thế giới trang nghiêm huệ cõi của Đức Phật nhất thiết thần thông quang minh là một ngày một đêm. Thế giới trang nghiêm huệ một kiếp thì ở thế giới cảnh quang minh cõi của Đức Phật nguyệt trí là một ngày một đêm. Phật tử lần lượt như vậy cho đến trải qua trăm vạn ước A Tăng Kỳ thế giới, thế giới cuối cùng một kiếp, thì ở thế giới thắng liên hoa, cõi của Đức Phật hiền thắng, là một ngày một đêm. Bồ Tát Phổ Hiền và các đại Bồ Tát đồng hành đầy dẫy ở trong thế giới đó